Hảo kinh doanh, thành công với chả lá lốt, Lindo tiếp tục mang ngô Việt Nam đi bán và gây kết nước nào người hâm mộ. Quang Linh quả là có my fan đáng đồng tiền bát gạo. Lindo, người anh em thân thiết của Quang Linh tại Angola mới đây đã đăng tải video ghi lại quá trình anh mang ngô Việt Nam ra bán. Điều khiến mọi người bất ngờ là dân hàng của Lindo đã bán hết sạch chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Các bạn nhá thấy chưa? Nhưng mà các bạn nhá, hôm nay Lindo ra ngoài chợ bán ngô Việt Nam nhá các bạn, ngô lúa của Việt Nam nhá các bạn. Đấy, xong rồi. Ok. Bây giờ là John Hang về nhà nhá các bạn. Được biết, Lindo luộc ngô Việt Nam từ nhà và mang nồi to ra chợ bán. Mỗi bắp anh bán với giá 100 kz, khoảng 6.000 đồng. Khách đến mua ngô còn được tặng kèm thêm một cốc nước ngô nóng. Mua một tặng một quá là ưu đãi đi. Tiệm ngô luộc của Lindo đã nhanh chóng thu hút rất đông người mua. Lindo còn chào hàng không khác gì người Việt. Trời mưa ăn ngô luộc ngon lắm mọi người ơi. Mua nhanh nào mọi người ơi. Thậm chí anh chàng còn không quên dặn dò khách: mọi người cứ bình tĩnh nhá, ai đến trước thì em sẽ bán trước. Có thể nói từ khi làm việc với Quang Linh, vợ chồng Lindo đã có một cuộc sống tốt hơn, thậm chí còn học được cả tiếng Việt, biết thêm nhiều điều về văn hóa và con người Việt Nam. Trên kênh YouTube của mình, Lindo thường xuyên gây bất ngờ khi mang các nông sản đến từ Việt Nam ra chợ bán và luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của người dân. Bạn có ấn tượng về anh chàng Lindo này không? Comment ngay cho TV Trend biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trend, nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.